thời mà kiếp đã xuất hiện thánh nhân Đông Phương nói đến trong chính lời tiên tri. Khi nói đến tiên tri, có lẽ mọi người không còn thấy xa lạ gì nữa. Ví như phương Đông có Thôi Bá Đồ và Thiêu Bính Ca, phương Tây có các thế kỷ. Những tiên tri này ứng nghiệm với khoảng cách thời gian tới hàng nghìn năm sau khi nói ra đời. Tuy nhiên, tất cả đều nói rất rõ ràng rằng trong tương lai ở phương Đông bí ẩn sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Sự ra đời của người này sẽ cứu vớt thế nhân và mở đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu những tiên tri trong quá khứ để lần tìm dấu vết của bậc thánh nhân phương Đông này. Thánh nhân phương Đông trong các tiên tri của phương Tây. Nhà tiên tri người Pháp của thế kỷ 16 Nostradamus đã dựa trên thể thơ Tứ Hành để viết cuốn Các Thế Kỷ. Trong đó có nhiều bài thơ tiên tri mô tả rằng sẽ có một người phi thường trong lịch sử xuất hiện ở phương Đông. Người này sẽ mang đến những thay đổi cho toàn thế giới trong tương lai. Trong bài thơ 29 của kỷ thứ 2, Nostradamus đã viết: "Một người phương Đông rời quê hương của mình, xuyên qua khắp dãy núi Urbanae đến nước Pháp. Người ấy sẽ băng qua bầu trời đại dương và băng tuyết, sử dụng thần trượng của mình để thức tỉnh thế gian." Ông đã viết trong bài thơ thứ 75 của thế kỷ thứ 10 rằng người này lưu lại ở châu Âu một thời gian dài và không thể trở về. Ông ấy còn sẽ trở lại châu Á, đến từ Hermes vĩ đại. Ngài còn siêu việt tất cả các vị quân vương của phương Đông. Hai bài thơ này đều cùng nói về một người phương Đông đến phương Tây và cần phải ở lại đó một thời gian, nhưng trong tương lai sẽ quay trở lại và uy vọng của ông sẽ vượt qua tất cả các vị vua trong lịch sử phương Đông. Hermes là một vị thần sứ giả trong thần thoại Hy Lạp. Trong tay ngài nắm giữ một thần trượng có pháp lực. Nó có thể làm cho con người đang ngủ mê ngay lập tức tỉnh giấc. Vì vậy, vị thánh nhân phương Đông sẽ thông qua pháp lực của thần trượng tớ để quán tỉnh thế nhân. Trong bài thơ thứ 49 của thế kỷ thứ 3, Nostradamus đã viết: "Qua hơn 500 năm, con người thế gian sẽ chú ý sự tồn tại của ông, là niềm vinh dự của thời đại đó. Khải thị vĩ đại ngay lập tức xuất hiện, những người cùng thế kỷ có được sự mãn nguyện to lớn." Nhà tiên tri Nostradamus sinh năm 1503, ông tiết lộ rằng 500 năm sau của thời đại các thế kỷ, cũng chính là con người ở thời đại chúng ta, không phân biệt phương Đông, phương Tây, đều sẽ nhận được khải thị tâm linh và sự mãn nguyện từ vị thánh nhân vĩ đại. Nostradamus viết trong bài thơ 266 của thế kỷ thứ 3 rằng: "Các trường phái triết học mới thịnh hành, miệt thị tất cả sinh tử kim tiền, phú quý và danh tiếng, giải nối đức không thể ngăn cản được, đám đông tập hợp và kêu gọi hàng nghìn người hưởng ứng." Ông lại viết tiếp ở bài thơ số 296 của thế kỷ thứ 3 rằng: "Lực mới sắp đặt lại vùng đất mới, xung quanh Syria, Do Thái, Palestine, đế quốc dã man sắp sụp đổ, thế kỷ của mặt trời đang đến." Hai bài thơ này đang nói đến vị thánh phương Đông này dường như dẫn dắt một tín ngưỡng thần thánh và sẽ đưa ra một triết học mới, từ đó sẽ dẫn dắt nhân loại nhận thức lại vũ trụ và bản thân con người. Tư tưởng của thánh nhân phương Đông này và những lý luận triết học mới sẽ khai sáng ra một nền văn minh mới. Thế kỷ của mặt trời là một biểu tượng, nó có nghĩa là mọi người sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện, nên đón một thời đại hoàng kim mới. Qua các bài thơ khác trong các thế kỷ, Nostradamus đã sử dụng thánh nhân mới, thánh ngôn, thánh tâm, thánh đồ để mô tả vị thánh phương Đông này. Qua cách dùng từ này có thể thấy, vị thánh phương Đông trong tâm của Nostradamus, thần thánh biết bao. Nhà tiên tri người Mỹ Ezra Kay được nhiều người biết đến với biệt hiệu là nhà tiên tri ngủ gật. Bắt đầu từ thế kỷ 20 cho đến khi qua đời, trong gần nửa thế kỷ, ông đã giúp các bệnh nhân giải thích các nguyên nhân của bệnh và cung cấp các đề xuất điều trị miễn phí. Trong các diễn giải của ông đều được thực hiện khi ông đang trong trạng thái ngủ. Trong khi ngủ, ông Kay có khả năng nhìn thấy các không gian khác, cảnh tượng của thời không khác, những thứ đó liên tục xuất hiện trước mắt ông. Vì vậy, để con người hiểu được bí ẩn của sinh mệnh, luân hồi nhân quả, mở ra cánh cửa xuyên vượt thời không, Kay cũng tiên đoán nhiều sự kiện quan trọng trong thế kỷ 20. Trong số đó có những lời tiên tri về Trung Quốc từng gây chấn động thế giới phương Tây vào thời điểm đó. Ông đã tiên tri rằng sẽ có một ngày Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của Cơ Đốc giáo và đưa nó áp dụng vào cuộc sống của mọi người. Vâng, điều này thật xa vời đối với con người, nhưng đó chỉ là việc một ngày trong tâm Thượng Đế, ngày mai Trung Quốc sẽ thức dậy. Đối với lời tiên tri này, do sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, mọi người lúc đó không dám đoán định trong tương lai Cơ Đốc giáo liệu có thịnh hành ở Trung Quốc hay không. Đầu tiên, chúng ta hãy giải nghĩa từ Cơ Đốc giáo. Gốc của từ Cơ Đốc giáo là Rai, bắt nguồn từ Messiah trong tiếng Do Thái. Tiếng Anh gọi là Messiah, cũng chính là đấng cứu thế Messiah. Và cái nôi là một hình ảnh ẩn dụ cho sự hồi sinh. Vì vậy, có một cách giải thích khác nói rằng vùng đất của Trung Quốc sẽ đản sinh một tín ngưỡng mới đi theo vị cứu tinh. Cách giải thích này thực sự tương ứng với cách nói của nhà tiên tri Kai. Ông cũng dự đoán Chúa cứu thế sẽ trở lại.
Sau khi khoảng thời gian điều chỉnh kết thúc, công bình sẽ luôn ở trên trái đất. Nói cách khác, sau khi giai đoạn điều chỉnh của trận chiến giữa thiện và ác kết thúc, những người làm việc thiện và tích đức sẽ được lưu lại và mở ra một kỷ nguyên mới một cách toàn diện. Thánh nhân Phương Đông trong những tiên tri của Phương Đông. Cách Am Di Lục là cuốn sách tiên tri thần kỳ do học giả Nam Sư Cổ truyền lại từ 470-480 năm trước đây tại Triều Tiên. Khi còn là một cậu bé, ông đã đến núi Kim Cang và gặp một vị thần nhân và đã ký lục lại những mô tả của thần nhân viết lại thành văn. Bởi vì Nam Sư Cổ hiểu là Cách Am nên cuốn sách được gọi là Cách Am Di Lục. Lời tiên tri trong Cách Am Di Lục không nghi ngờ gì nữa, Thiên Thánh Phương Đông xuất hiện. Nếu Phương Đông không nhận ra thánh nhân thì những người phương Tây như Anh và Hoa Kỳ càng hiểu các thánh hơn. Nếu cả phương Đông và phương Tây đều không nhận ra thánh nhân, vậy làm thế nào những người bình thường trên thế giới có thể được cứu? Kinh Ngũ Công của Phật gia bắt đầu từ hơn 1.000 năm trước. Trong Chuyển Thiên Đồ Kinh vào thời Hậu Đường Ngũ Đại đã mô tả lời tiên tri về núi Thiên Thai. Ngũ Công Bồ Tát Ngũ Công Kinh đã mô tả nó như thế này: năm mạt kiếp lại càng kinh thiên động địa, thánh nhân Minh Vương sẽ thay đổi càn khôn. Thái Thượng Động Nguyên Thần Chú Kinh nằm trong bộ kinh điển Đạo Tạng của Đạo Gia, được tường thuật bởi Thái Thượng Đạo Quân vào cuối thời Tây Tấn. Truyền lời tiên tri được đưa ra bởi Kim Đàn Mã Tích Sơn Đạo Sĩ Vương Toản. Nó kể lại sự kết thúc của giai đoạn lịch sử này, thánh nhân sẽ tái sinh thế giới. Mã Tiền Quá của Gia Cát Lượng cũng tiên đoán về thời điểm thánh nhân cứu quả cứu nạn, tình huống bị cực thái lai. Trong khóa thứ 12 nói rằng cứu quả cứu nạn là vị thánh duy nhất dương phục nhi trị, hối cực sinh minh. Sau khi trải qua ma nạn khủng bố lớn, nhân loại sẽ bước vào thời thái bình và thịnh vượng. Khi chúng ta thấy điều tồi tệ nhất, thánh nhân cũng sẽ xuất hiện để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Lời tiên tri mạnh mẽ nhất trong lịch sử là Thôi Bối Đồ của thời nhà Đường, cũng để lại lời tiên tri về thánh nhân. Bài tụng của tượng thứ 59 nói rằng: một người vì phúc đại thế giới, tay cầm thẻ tre gút đỏ vàng đen và trắng không rõ, Đông Nam và Tây Bắc hòa thuận. Bài thơ này mô tả một người, một vị thánh nhân mang lại hạnh phúc cho thế giới. Con người trên thế gian không phân biệt màu da, được cứu vào cảnh tượng thịnh thế hòa hợp thế giới. Bài tụng của tượng thứ 44 nói rằng: Trung Quốc ngày nay có thánh nhân, dẫu không hào kiệt cũng chu thành, tứ phương dịch lại là thiên tử, bị cực thái lai chính nước xưng. Bài thơ này nói rằng ngày nay ở Trung Quốc đã xuất hiện thánh nhân, dù không phải là anh hùng nhưng cũng có thể là thành công. Tất cả các quốc gia bốn phương đều đang dịch các tác phẩm của người này và gọi ông là sứ giả của trời. Cuối cùng, thế giới tràn đầy xương sắc nghênh đón thịnh thế. Bài tụng của tượng thứ 47 nói rằng: Không vương không đế định càn khôn, đến từ Điền Viên đệ nhất nhân, đem sách cổ xưa nhiều người đọc, nghĩa ngôn lập tức thấy anh minh. Bài thơ này nói rằng thánh nhân không phải vì làm vương làm đế tới định càn khôn. Thánh nhân đến từ trong dân gian, không phải hoàng gia cũng chẳng phải là tể phủ, nhưng thánh nhân hiểu rõ văn hóa truyền thống, ý tưởng của ông được mọi người công nhận. Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôm vào thời nhà Minh, còn được gọi là Đế Sư Vấn Đáp Ca, cũng dự đoán rằng khi nhân loại bước vào thời kỳ cuối cùng, thánh nhân Phương Đông sẽ cứu thế giới. Hãy cùng xem Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôm nói gì trong một vấn đáp. Hoàng đế hỏi: cuối cùng ai sẽ truyền đạo? Ôm đáp: có thơ làm chứng, không tướng tăng cũng không tướng đạo, đội mũ lông dê bốn lạng, Phật thật không ở trong chùa, ông cai quản Di Lạc nguyên đầu giáo. Hoàng đế lại hỏi: Phật Di Lạc giáng phàm ở đâu? Ôn đáp: hãy nghe thằng nói, tương lai giáo chủ giáng chằng, không ở tướng phủ làm quan viên, không ở hoàng cung làm thái tử, không ở tăng môn hòa đạo quán, ở trong ngôi nhà tranh nghèo, yên nam chịu bắc rắc vàng. Đoạn đối thoại này là nói rằng thánh nhân không phải là hòa thượng, không phải là đạo sĩ hay là hoàng tử, người này sinh ra trong một gia đình dân thường nghèo. Trong bài viết này đã đề cập tới rất nhiều lời tiên tri thời cổ đại và hiện đại ở cả phương Đông và phương Tây. Vào thời khắc tai họa xuất hiện, một vị thánh nhân ở phương Đông truyền tới ánh sáng và dẫn dắt nhân loại. Hy vọng kiếp này chúng ta sẽ may mắn gặp được vị thánh nhân này để được giải cứu và bước sang một kỷ nguyên mới.